Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho bạn thông tin sắp Việt mùa 2. Cinematics hút thí sinh khi đổi ngôi làm huấn luyện viên. Sắp Việt mùa 2 vừa lên sóng đã gây bất ngờ bởi cú đổi ngôi trong đội hình bộ 6 quyền lực. Cinematics không ngồi ghế giám khảo cùng Yutasi nữa, thay vào đó là LK. Trước đó, khi thông tin LK tham gia bộ 6 quyền lực Sắp Việt mùa 2, cứ tưởng anh sẽ ngồi ghế huấn luyện viên thay cho vị trí support, nhưng bất ngờ thay giám khảo Dramatics bộc lộ ước muốn ngồi ở trên này nhìn các vị huấn luyện viên ai cũng tận tay đồng hành cùng từng thí sinh để đưa các bạn lên đỉnh cao. Điều đó khiến em rất là nóng chân nóng tay, thèm muốn cái cảm giác đấy. Dramatics ngay sau đó chiêu dụ LK. Theo em, anh LK là gương mặt mới, chắc ghế anh ngồi cũng chưa nóng đâu. Thật ra em thấy anh ở đây tuổi cao nhất, anh lên trên này vị trí giám khảo, ngồi để em xuống dưới em ngồi. Em song phẳng với các vị còn lại. Cả hai đã quyết định ballet, ráp lại đoạn intro của đối phương. Ai ráp hay hơn thì người đó thắng và người thua sẽ chiều theo ý mình. Kết quả là màn hoán đổi vị trí thú vị đã diễn ra. Giám khảo Rap Việt mùa 1 Cinematics gia nhập team huấn luyện viên mùa 2 cùng Won Wispin và Karik. Vừa nhậm chức huấn luyện viên, Cinematics đã bội thu thí sinh về đội tại tập mở màn phát sóng tối ngày 16 tháng 10. Anh đã mang về cho đội của mình 3 thí sinh: BRT, Mango, Vassal, huấn luyện viên Karik sở hữu 2 thành viên, Seche In và Smart âm nhạc. Team Bin và Wowi vẫn chưa kết nạp được ai vào team mình sau tập 1. Mưa nón vàng ngay tập đầu tiên, từ vòng casting, Chichan đã luôn nhận được sự quan tâm lớn với những gì đã thể hiện trong các sản phẩm âm nhạc cá nhân trước khi đến với Rap Việt mùa 2, càng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào nam rapper này. Tại đường đua năm nay, chàng rapper đến từ OTG đã mang đến phần dự thi thật sự bùng nổ, từ ý tưởng đến cách trình diễn, giai điệu mới lạ và chất rock cùng lối đi lyric phá cách đã giúp bạn rap cảm nhận dựa trên bài hát gốc suy nghĩ trong anh của Chichan, khiến giám khảo lẫn huấn luyện viên phải bật khỏi ghế nóng để hòa cùng không khí của màn trình diễn. Karik đạp cần chọn đầu tiên, ngay sau đó là Cinematics, Bin và Wowi. Giám khảo Justati thì hào hứng: "Em ơi, em là liều thuốc làm cho con tim anh đập loạn xạ." Karik là người biểu lộ rõ nhất sự phấn khích dành cho tiết mục của Chichan ở Việt Nam. Có rất nhiều người đã từng chọn các thể loại này để thể hiện, nhưng Karik thật sự cảm thấy không có quá nhiều người thành công. Cho đến khi Karik thấy Chichan thì Wowi, mọi thứ đã khiến cho Karik bùng nổ và phải đi xuống cổ vũ bạn. Không chịu lép vế, Cinematics đưa ra lời dẫn dụ thí sinh khiến ai cũng phải trầm trồ. Vì tài ăn nói của anh, Cinematics cũng là người đạp cần ngay sau Karik, và Cinematics muốn để bạn thể hiện hết mạch cảm xúc của Vestro 1. Gần đến điệp khúc thì bạn chưa thể hiện gì cả, mình mới bấm để đỡ phá bài của bạn. Không rỉ rà như thường thấy ở mùa 1, Wowi đưa ra lý do đạp cần chọn Chichan khá xuất sắc. Wowi cảm thấy OTG có rất nhiều con người tài năng, và hôm nay Wowi thực sự bất ngờ trước khả năng của bạn và những gì bạn thể hiện ở trên sân khấu này. Wowi cũng muốn Chichan tham gia team của Wowi. 4 huấn luyện viên cùng chọn nên trận chín. Chiêu mộ thí sinh diễn ra ngay tập 1. Nếu như Karik dùng lý do mong muốn Chichan về đội của mình để cả hai có thể học hỏi lẫn nhau trong âm nhạc, thì Cinematics dùng lý lẽ bản thân và Chichan có nhiều điều tương đồng trong âm nhạc kèm lời hứa hấp dẫn, anh sẽ dồn hết tất cả tâm huyết để hai anh em chúng ta có thể thăng hoa hơn bất kỳ một ai khác. Karik tiếp lời: từ trước tới giờ Karik chưa hứa với ai, nhưng Karik sẽ hứa với Chichan. Karik sẽ đưa Chichan vào vòng 3, đó là ít nhất. Cinematics vẫn không chịu thua, anh sẽ đưa em vào vòng chung kết. Không nhiều lời, Bin tung nón vàng để giành bằng được thí sinh. Karik và Cinematics cũng tung nón theo sau đó. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.